Chào các em, hôm nay là ngày thứ 5, tuần 25. Chúng ta sẽ tiếp tục với tiết 97-98, bài thơ Đêm nay bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ. Đồng thời có phần đọc thêm về bài mưa của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Phần đọc thêm này cô đã dạy ở tiết ở tuần đầu tiên, cho nên ở bài dạy hôm nay cô không nhắc lại. Một La Mã, chúng ta đi vào phần tìm hiểu chung. Một nhỏ về tác giả. Đây là chân dung của nhà thơ Minh Huệ. Các em đọc sách giáo khoa trang 63 cho đến trang 67, và mấy em xem chú thích về tác giả Minh Huệ ở sách giáo khoa trang 66. Chúng ta tìm hiểu đôi nét về tác giả Minh Huệ. Minh Huệ là nhà thơ sinh năm 1927, mất năm 2003, tên thật là Nguyễn Đức Thái, quê của ông ở Nghệ An. Ông làm thơ từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Về tác phẩm, bài thơ Đêm nay bác không ngủ, sáng tác năm 1951, kể về một đêm không ngủ của bác trên đường đi chiến dịch biên giới Thu Đông. Bài thơ được trình bày như một câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hai khổ thơ đầu và cả ở phần sau đã làm rõ hoàn cảnh, thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện. Về hoàn cảnh là trên đường đi chiến dịch, trời mưa lâm thâm và lạnh. Về thời gian, đây là một đêm khuya, từ lúc anh đội viên thức dậy lần đầu cho đến lúc mà anh thức dậy lần thứ ba, để rồi anh thức luôn cùng bác. Về địa điểm, bài thơ được sáng tác trong một mái lều tranh sơ sát, nơi trú tạm của bộ đội trong đêm. Trong bài thơ có hai nhân vật, Bác Hồ và anh đội viên, tức là anh chiến sĩ. Nhân vật trung tâm là Bác Hồ, được hiện lên qua cái nhìn và tâm trạng của anh chiến sĩ, qua cả những lời đối thoại giữa hai người. Mặc dù tác giả không sử dụng vai kể ở ngôi thứ nhất, nhưng lời kể tả đều từ điểm nhìn và tâm trạng của anh đội viên. Bằng việc sáng tạo hình tượng anh đội viên, vừa là người chứng kiến, vừa là người tham gia vào câu chuyện, bài thơ đã làm cho hình tượng Bác Hồ hiện ra một cách tự nhiên, có tính khách quan, lại vừa được đặt trong mối quan hệ gần gũi, ấm áp với người chiến sĩ. Đó là đôi nét về tác phẩm Đêm nay bác không ngủ. Về thể thơ, bài thơ được làm theo thể thơ 5 tiếng. Các em ghi phần 1 La Mã tìm hiểu chung vào vở với nội dung là một tác giả, hai tác phẩm vào vở. Còn phần chữ to bên đây thì không phải ghi vào tập. Là cái phần chữ to là đêm bài thơ Đêm nay bác không ngủ, sáng tác năm 1951, kể về một đêm không ngủ của bác trên đường đi chiến dịch biên giới Thu Đông. Phần này chúng ta không phải ghi vào tập, chúng ta chỉ ghi ở cột bên trái. Đây là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát họa lại trong bài thơ Đêm nay bác không ngủ. Bác ngồi bên ánh lửa và sau lưng đó là hình ảnh của anh đội viên thức dậy, nhìn thấy bác thức không ngủ. Đây là ảnh chụp lại hình ảnh Bác Hồ trực tiếp chỉ huy bộ đội ta trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950. Về bố cục, bài thơ được chia thành 3 phần. Phần 1 gồm 9 khổ thơ đầu, kể về việc anh đội viên thức dậy lần thứ nhất. Phần 2 là 6 khổ thơ tiếp, kể về việc anh đội viên thức dậy lần thứ 3. Phần 3 khổ thơ cuối, hình tượng Bác Hồ. Ở phần 1 và phần 2 là sự thức dậy của anh đội viên ở lần thứ nhất và lần thứ 3. Ở đây tác giả không kể lần thứ 2, bởi lẽ lần thứ 2 đã được lược bớt. Lý do là lần thứ 2 thức dậy thì sự việc diễn ra tương tự như vậy, nhà thơ chỉ kể lại lần thứ nhất và lần thứ ba. Và
Ở phần 1, phần 2, chúng ta chia thành một nội dung, đó là nhân vật anh đội viên trong hai lần thức giấc. Và khổ thơ xứ cuối là nội dung số 2 chúng ta tìm hiểu, đó là hình tượng Bác Hồ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chính khổ thơ đầu. Về phần đọc thơ, các em ở nhà chúng ta tự đọc. Và lưu ý là bài thơ đọc truyền cảm và phát âm đúng, đặc biệt là thể hiện được cái nỗi lòng yêu thương, tình cảm dào dạt của anh đội viên dành cho bác. Đặc biệt là chúng ta đọc với giọng thơ là thể hiện cái niềm tự hào, biết ơn. Ngoài sự yêu thương còn có sự niềm tự hào, biết ơn nữa. Đêm nay bác không ngủ, của nhà thơ Minh Huệ. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao bác vẫn ngồi? Đêm nay bác không ngủ, lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt bác trầm ngâm. Ngoài trời mưa lâm thâm, mái lều tranh sơ xác. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương. Người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi dém chăn, từng người một. Sợ cháu mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ: bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Vâng lời anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn, không biết nói gì hơn. Anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn, vì bác vẫn thức hoài, chiến dịch hãy còn dài. Rừng lắm dốc lắm ụ, đêm nay bác không ngủ, lấy sức đâu mà đi. Đây là chính khổ thơ đầu. Chúng ta sẽ phân tích về hình ảnh của anh đội viên, tức là phân tích cái nhìn và tâm trạng của anh đội viên đối với bác Hồ. Hai la mã đọc hiểu văn bản. Phần này các em ghi vào tập một nhỏ, tâm tư tình cảm của anh đội viên trong hai lần thức giấc. A nhỏ, lần thứ nhất. Lần thứ nhất, về thời gian, gợi ra một cái thời gian cần phải nghỉ ngơi, đó là trời khuya lắm rồi. Về không gian, lúc này trời mưa lâm thâm, trong một lều tranh sơ xác. Thời gian và không gian như vậy gợi ra được sự khắc nghiệt, gian khổ của vùng núi rừng Việt Bắc. Và anh đội viên chứng kiến được khi tỉnh dậy làm mà sao bác vẫn ngồi. Anh ngạc nhiên, băn khoăn, dẫn đến sự khắc khoải ở khổ thơ thứ nhất. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao bác vẫn ngồi, đêm nay bác không ngủ. Đó là tâm trạng ngạc nhiên, băn khoăn, dẫn đến sự khắc khoải, mong mỏi bác ngủ. Và khổ thơ số 3, số 4, số 5, anh bắt đầu quan sát nhìn cử chỉ hành động của bác. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương. Người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi dém chăn, từng người một. Sợ cháu mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng bát cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Ở đây trong khổ thơ 3, 4, 5, tác giả sử dụng từ càng lặp lại hai lần, và đặc biệt tác giả gọi bác là người cha, thể hiện được tình cảm của anh đội viên càng ngày càng tăng. Càng nhìn lại càng thương, điệp từ càng diễn tả tình thương tăng cấp, mỗi lúc một tăng. Và điệp từ là chúng ta sẽ được học ở
Và ở lần đầu thức giấc, anh ngạc nhiên với lúc đầu anh ngạc nhiên là trời đã khuya lắm rồi mà bác vẫn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, từ ngạc nhiên đến xúc động. Khi anh hiểu rằng bác vẫn ngồi đốt lửa, sưởi ấm cho các anh chiến sĩ, niềm xúc động càng lớn khi anh được chứng kiến cảnh bác ngồi, bác Hồ đi dém chăn cho các chiến sĩ với những bước chân nhẹ nhàng. Để không làm họ giật mình, trong trạng thái mơ màng như trong giấc mộng, thì anh đội viên cảm nhận được sự lớn lao và gần gũi của vị lãnh tụ qua hình ảnh so sánh bóng bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Hình ảnh bác Hồ hiện qua, xin lỗi, hình ảnh bác Hồ hiện ra qua cái nhìn đầy xúc động của anh chiến sĩ đang trong tâm trạng lâng lâng mơ màng, vừa lớn lao vừa vĩ đại. Đó là ba từ cao lồng lộng nhưng lại hết sức gần gũi, sưởi ấm lòng anh hơn cả ngọn lửa hồng. Và trong sự xúc động cao độ đó, anh đội viên thổn thức cả nỗi lòng. Và thốt lên những câu hỏi thầm thì đầy tin yêu và lo lắng cho bác. Bác có lạnh lắm không? Anh tha thiết mời bác đi nghỉ. Anh nằm không yên vì nỗi lo bề bộn trong lòng về sức khỏe của bác. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ: Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn vì bác vẫn thức hoài. Câu chuyện được đưa tới điểm đỉnh khi lần thứ ba thức dậy. Chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu 6 câu thơ còn lại, 6 câu thơ tiếp theo. Vậy ở phần thứ nhất, chúng ta thấy được tình cảm thương yêu, sự lo lắng quan tâm cho sức khỏe của bác, của anh đội viên. Và chúng ta sẽ qua 6 câu thơ kế tiếp. Lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Anh vội vàng nằng nặc: Mời bác ngủ bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác ơi mời bác ngủ. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Bác thức thì mặc bác ngủ không an lòng. Bác thương đòn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt, càng thương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Anh đội viên nhìn bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. B nhỏ lần thứ ba. Về thời gian thì trời lại rất là khuya, không gian trời vẫn mưa lâm thâm. Và lúc này sự lo lắng của anh đã chuyển thành sự hốt hoảng giật mình. Lần thứ ba thức dậy, xin lỗi, lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Câu chuyện đã được đưa tới điểm đỉnh khi lần thứ ba thức dậy, trời sắp sáng, anh chiến sĩ vẫn thấy bác ngồi đinh ninh, sự lo lắng ở anh đã thành sự hốt hoảng thực sự. Và nếu như ở trên anh chỉ dám thầm thì hỏi nhỏ, thì giờ đây anh hết sức năn nỉ, tức là vội vàng nằng nặc, mời bác đi nghỉ. Câu thơ thể hiện sự thiết tha năn nỉ của anh, mời bác ngủ bác ơi, được nhắc lại, bác ơi mời bác ngủ. Thì đáp lại lời mời của anh, câu trả lời của bác ngủ không an lòng, bác thương đòn dân công, đã cho anh đội viên cảm nhận một lần nữa thật sâu xa thấm thía tấm lòng mênh mông của bác với nhân dân, được tiếp cận, được thấu hiểu tình thương và đạo đức cao cả ấy của bác. Anh chiến sĩ đã lớn lên thêm về tâm hồn, tình cảm và được hưởng một niềm hạnh phúc thật sự lớn lao. Bởi thế nên lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Qua diễn biến tâm trạng của người chiến sĩ, và chúng ta ở khổ thơ 6 khổ thơ này, chúng ta thấy được tình cảm của anh đội viên dành cho bác cũng như nói riêng, và tình cảm của tất cả các anh chiến sĩ của đồng bào dành cho bác nói chung. Đó là tình kính, tình cảm yêu thương, sự
Đó là lòng yêu thương kính trọng bác càng lúc càng sâu đậm. Đó là một thứ tình cảm vừa thiêng liêng vừa gần gũi, và là lòng biết ơn, là niềm hạnh phúc được nhận tình yêu thương và sự chăm sóc của Bác Hồ, và đó cũng là niềm tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại mà bình dị. Bài thơ không kể lần thứ hai anh đội viên thức dậy, mà từ lần thứ nhất chuyển ngay sang lần thứ ba. Điều này cho thấy là trong cái đêm ấy anh đã nhiều lần tỉnh, và lần nào anh cũng chứng kiến Bác Hồ không ngủ. Từ lần 1 đến lần 3, tâm trạng và cảm nghĩ của anh mới có sự biến đổi rõ rệt như thế. Đây là phần khổ thơ thứ nhất cho đến khổ thơ gần khổ thơ cuối, tức là 15 khổ thơ diễn đạt được tâm tư tình cảm của anh đội viên trong hai lần thứ nhất. Và các em sẽ ghi cái phần này vào tập là một là A là lần thứ nhất, B là lần thứ ba. Chúng ta ghi vào tập rồi chúng ta qua khổ thơ cuối và ngoài khổ thơ cuối, và cũng như là xem lại 15 khổ thơ còn lại để tìm hiểu về hình tượng của Bác Hồ, hình ảnh của Bác Hồ trong đêm không ngủ được. Thời gian không gian là trời khuya bên bếp lửa, hoàn cảnh là trời mưa trong lều sơ sát, cử chỉ là bác đốt lửa dếm chăn, nhón chân nhẹ nhàng thể hiện được sự lo lắng ân cần chăm chút yêu thương, với hình dáng vẻ mặt trầm ngâm, mái tóc bạc ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc cao lòng lọng, với các từ lái gợi hình đã gợi hình được hình ảnh của bác vừa cụ thể vừa chân thật và sinh động, với những biện pháp tu từ so sánh ẩn dụ như bóng bá cao lòng lộng ấm hơn ngọn lửa hồng, miêu tả thể hiện được sự vĩ đại vừa gần gũi vừa nhân ái. Hình ảnh bác vừa gần gũi thân thiết vừa cao cả thiêng liêng, với lời nói với tâm tư không an lòng thương đoàn nhân công, nói lên được lòng yêu thương bao la rộng lớn của bác. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của khổ thơ cuối. Đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình bác là Hồ Chí Minh. Khổ thơ cuối cho thấy được việc bác thức là một chuyện hết sức là thường tình, đặc biệt với điệp ngữ đêm nay một lần nữa đã khẳng định điều gì? Khẳng định cuộc đời của bác chỉ dành cho dân, cho nước. Đó chính là ý nghĩa của khổ thơ cuối. Chúng ta sẽ qua phần Ba La Mã tổng kết. Các em thử trình bày nội dung nghệ thuật của bài thơ Đêm nay bác không ngủ. Và chúng ta quan sát phần nội dung nghệ thuật ở ghi nhớ sách giáo khoa trang 67. Ba La Mã tổng kết, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung nghệ thuật của bài thơ Đêm nay bác không ngủ. Một nhỏ về nội dung, hai nhỏ về nghệ thuật. Phần này chúng ta sẽ ghi vào tập. Và bài thơ là thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của bác với bộ đội và nhân dân, đồng thời thể hiện tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ. Về nội dung thì ngắn gọn đơn giản, các em rất là dễ nhớ. Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng thơ 5 chữ, có nhiều vần liền thích hợp với lối kể chuyện, và kết hợp với miêu tả, kể, biểu cảm, có nhiều chi tiết giản dị, chân thực và cảm động. Phần đó tổng kết các em ghi vào tập và đọc. Đó là phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 67. Bây giờ chúng ta sẽ qua củng cố thử. Một, bài thơ Đêm nay bác không ngủ là của tác giả nào? Tác giả Minh Huệ. 2. Bài thơ Đêm nay bác không ngủ được sáng tác vào năm nào? 1951. 3. Bài thơ đó được viết dựa trên sự việc có thực nào? C. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy chiến dịch biên giới 1950. 4. Tâm trạng của anh đội viên ở lần thức dậy thứ nhất là gì? Anh ngạc nhiên, băn khoăn, lo lắng. 5.
Qua cảm nhận của anh đội viên, chúng ta thấy được tình cảm nào của Bác Hồ? Đó là tấm lòng yêu thương, sự chăm sóc, ân cần, chu đáo dành cho các anh bộ đội. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em cần nắm vững nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Đồng thời chúng ta sẽ học thuộc lòng đoạn thơ nào mà em thích. Ở đây chúng ta có 3 đoạn thơ, là đoạn đầu là chính, khổ thơ đầu là lần thứ nhất anh đội viên thức dậy, 5 khổ thơ sau là lần thứ 3 anh thức dậy, và khổ thơ cuối là hình tượng của Bác Hồ. Chúng ta thích đoạn thơ nào chúng ta sẽ học đoạn thơ đó. Đồng thời sẽ soạn trước bài ẩn dụ, đọc ví dụ sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Đồng thời đọc trước nội dung ghi nhớ luyện tập. Mấy em ôn lại bài so sánh để chúng ta học tốt hơn ở bài kế tiếp ẩn dụ. Rồi chào các em, chúc các em học tốt.